giờ đi đổ rác, một đống rác luôn. Để ý cái bóng đèn nó bị tụt ra nè mọi người. Em vừa mới nhấc cái thang ở trên lầu xuống, bây giờ em leo lên quấn lại. Tụt nhỉnh vô duyên ghê á. Cái này nó cũng nhím nhím tụt nè. Còn mấy cái này thì nó chắc. Mà hai cái mới nãy học về, cái anh đi chung với Su về quê rồi, nghỉ học cái gì rồi, về quê chơi rồi nên mấy bữa nay cô này chỉ rước có mình Su thôi. Mới bắt nấu cơm lên. Đi học ngày nào cũng có đồ ăn đem về ngon người ta. Ai mua kem cho vợ? Su tự mua hả? Cô Su kêu cô đó tự mua cho Su hay là Su mua rồi Su ngồi Su đợi? Su mua rồi Su ngồi Su đợi hả? Xong rồi dẹp cặp đi. Xong rồi giờ luộc cua, hai con cua của cô Lan cho hồi sáng. Luộc hai con cua cho Su ăn cơm. Rồi cô Lan dễ thương quá cho hai con cua biển luôn. Cơm của mẹ với Su, đậu bắp luộc, sườn ram, cua ngọt. Su ăn cơm với lại hai con cua để hồi đặt ra cho Su ăn. Su ơi, Su ăn cơm không? Bay xuống. Ăn cơm với cua với lại thịt ram. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bưởi, chân ông địa, đó một trái, nó đang nổ. Một trái của bạn Trang bán. Bạn Trang, bạn Cường, hai bạn học. Chôm chôm, để dành ăn.
Trời, ngon quá à, ăn ghiền luôn. Tiếng mối xuất hiện, tắt đèn hết trong nhà. Bó tay gì? Chứ để hồi kiến mối nó bay vô một đống. Nãy giờ nó bay vô mấy con nè. Lật đật tắt đèn liền. Để hồi nó bay vô nhiều lắm. Thử để qua cái thời gian của nó mới được. Giờ bay ra đi gói một đơn kem để ngày mai đi giao.